Rồi mình thêm củ nấu ăn vô nữa nha cả nhà, mình cho nó bám mùi hôi á. Giờ mình bớt nó, mình bớt nó. Bây giờ mình đang ướp ba cái ruột nha cả nhà. Mình đẩy vô đây là 2 muỗng đường, cho thêm một chút bột ngọt, và hành của hành của Mỹ nó trộn sẵn đó, gouda. Đây hiệu của nó nè, và để vô 2 muỗng ngũ với hương nha cả nhà. Và 1 miếng tiêu. Giờ mình đang trộn đu đủ nha cả nhà, mình quậy nước sốt nè, còn mà mình trộn đu đủ. Đây mình bỏ cà vô nha, rồi mình để đu đủ vô luôn. Gì đó giống như người Thái ta trộn đó cả nhà, mà ta trộn bằng cái ô này nè, ta trộn bằng cây bằng đá đó. Còn quý thì quý lấy cái ô sành, mình cũng không có trộn nhiều nữa, mình không có đâm nhiều, nó cũng không cần thiết tới cái kia. Trộn cho tôi đủ gì cho nó thấm ra thôi. Hello cả nhà, bữa nay quý có khìa ruột heo mà khìa với nước dừa cả nhà, với ngũ dừa hương, và bữa nay mình có ăn thêm là đu đủ nữa nha. Mỗi ngày mình cũng hay thích ăn đu đủ, bữa nay mình làm món đu đủ với ăn cùng với rau nữa cả nhà ơi. Bữa nay mình khìa đồ dầu của người ta mà mình ăn cơm. Thôi giờ quý mời cả nhà ăn cơm với quý nha. Dạ ăn, mình ăn ruột heo trước đi. Dạ ăn miếng ruột heo đi. Ờ quên nữa, còn bao tử nữa nghe cả nhà, mình có khề chung với bao tử nữa đó. Đây nè, ở trong mỡ nó thơm lắm. Nó thơm lắm nghe cả nhà, nó thơm cái mùi ngũ dưa hương á và nước dừa, ngon lắm.
cái đồ nhậu của người ta mà mình khìa mình đem mình ăn cơm. Chắc mấy ông nhậu mình sao nha. Qua đi con. Ngon. Mình ăn cùng với cơm ha. Kèm thêm miếng ớt nữa nè cả nhà. Nào. Nó ngon quá trời luôn. Cái này mà mấy ông nhậu chảy nước miếng luôn. Chồng mình á, ông làm rồi có ăn trước rồi cả nhà. Nên mình ăn kèm với rau, rau này rau tí tô á. Cơm này rất là quen thuộc luôn. Tẩu đũa. Hello. Bữa nay mình làm món ruột heo khìa nước dừa. Tính nhậu ai về vợ ăn gì thấy đau lòng quá. Mình ăn món nhậu của người ta mà người ta thấy người ta đau lòng á bà cả nhà. Ơi chúc quý vị quan sát vợ tôi ăn cái món mà của những ông nhậu. Quá thèm. Bye. Mình ăn thêm món đu đủ mà. Lúc nào mình cũng phải ăn đu đủ trộn á. Con hấp yên. Cái miếng rủ rồi, miếng ngon. Con nhà ăn này ăn đu đủ mà kèm với ruột á cả nhà. Nó bắt lắm. Mình ăn miếng không? Bao tử á. Cái này là ớt mãi á cả nhà. Mình cắt ra. Cái này mình gói cải mầm nữa nha cả nhà. Cải mầm thì mình gói thêm miếng lá tía tô và cộng hẹ nữa đi. Đây. Mời cả nhà. Ngon quá trời luôn.
Sau này cũng đang ăn đi con. Sau này ăn chia hai kìa. Làm miếng đu đủ. Đây. Ngon. Cài cài mà quá đã. Cái món lòng nữa là lâu lắm mà. Chắc cũng cỡ hai mươi mấy năm nữa cả nhà quý mới ăn được lại bây giờ. Hai mấy năm mà mới ăn. Hồi xưa bà già bà nấu cho ăn hoài à, bà ghiền ăn nó lắm. Mà tại vì á, mình qua đây mình làm nó cực quá, làm công đoạn nó nhiều quá, cả nhà bởi ít ăn lắm. Cực nhưng mà nó ngon. Chung với cái này ngon quá. Ngon gì ăn dữ gì. Con gái mình nó ngồi ăn vòng vòng ở cả nhà, ngồi cái bên mà ăn khí thế luôn. Nhà mình nó có con chó ở sớm, ai lại nhà là nó chủ có gì đó. Ăn lộc. Thank you.
Tức là tắm rồi. Tôi mua số lượng nhiều, ông không bán cho tôi. Tôi mua ít thì nó không nhiều. Nhà mình ăn đồ nhậu của người ta mà ngon quá trời cả nhà. Ăn thêm miếng mì. Miếng dưa leo. Nay giờ mình chậm nuôi đủ nó được ngon, mà giờ mình chậm biết là ngày ngon ở nhà. Thôi giờ video mình nó đã tới đây đã kết thúc cả nhà ơi. Cả nhà hãy nhớ nhấn đăng ký và like cho Quý nha. Bye bye.